Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chức mô tô Hesion đang hay đau. Phiên bản sau của Honda Operative đã xuất hiện tại Trung Quốc, chuẩn bị về Việt Nam. Giới truyền thông nước ngoài vừa bắt gặp một phiên bản sau của Honda Operative tại đường Trung Quốc với một cái tên gọi cũng hơi lạ: Hesion đai hai đầu 500/2001, thuộc một cái thương hiệu là Longines. Cái động cơ trên cái chiếc mô tô Hesion đai hai đầu 500/2001 là có động cơ hai xăng 471cc, tạo ra một cái công suất là 44 mã lực tại vòng tua máy là 8.500 phút, moment xoắn cực đại là 40 Nm tại vòng tua máy là 7.000 vòng/phút. Tuy nhiên, khi nói về thiết kế, cái mẫu mô tô Hesion đai hai đầu 500/2001 không lấy cảm hứng từ Trung Quốc mà là cảm hứng từ phía Nhật Bản. Cụ thể thực tế rất giống với cái chiếc Honda Odyssey. Bên cạnh cái phần thiết kế thì cái dòng mô tô Hesion đai hai đầu 500/2001 còn là một trong những dòng mô tô adventure độc lập đáng kinh ngạc với nhiều cái điểm nổi bật về mặt kỹ thuật. Ở dòng như mình phục trước hành trình ngược, đi cùng với cặp lớp xịn sò và khỏe đi chất lượng cao và một cái bình nan hoa. Bình xăng thì có một sức chứa lên tới là 39,7 lít. Bình xăng chính ở phía trước chứa được 22,7 lít, trong khi cái bình xăng phụ chứa thêm 13 lít nằm bên dưới yên. Thực tế nó đã duy trì quãng đường lên tới một con số khủng 600 km. Hai xi ăn đai hai đầu 500/2001 được trang bị cho mình một màn hình TFT 7 inch vô cùng hiện đại. Ngoài ra, cái mẫu xe này còn được trang bị thêm hai cái camera hành trình gắn ở phía trước và phía sau, với cái khe cắm USB trên phía trước xe. Toàn bộ hệ thống phanh đến từ một hiệu nổi tiếng của Tây Ban Nha là Swan. Các công ty mặt KTM cũng đã tin tưởng sử dụng hệ thống phanh cho các dòng sản phẩm tầm trung của mô tô mình. Cái phục trước là Updown với hành trình lên tới 170m và có thể được điều chỉnh. Tương tự, một bộ phận giảm nhấp sau cũng đã được điều chỉnh với hành trình lên tới 165m. Hesion đai hai đầu 500/2001 sẽ có hai cái phiên bản. Cái sự khác biệt duy nhất là mặt kích thước của bánh trước 19 inch hoặc là 21 inch. Mỗi phiên bản đều được trang bị cho mình một cái cặp lớp bị ready. Hiện tại, tại trường Trung Quốc thì đai hai đầu 500/2001 được chào bán một mức giá rơi vào khoảng là 3.500 euro, tương đứng khoảng là 97 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, tiếp nhớ like, subscribe.